Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ken nha. Sẽ có một số bông trang thần chậu cây đẹp giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào Ken. Chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị ha. Hôm nay thì vườn em tiếp tục lên bông trang. Mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại giao lưu là 0977 416 876. Đồng thời cũng là số Zalo. Vườn em thì tại Lấp Vò, Đồng Tháp ha. Mỗi mã số em lên đều bao phí ship tận nơi cho cô chú anh chị. Giờ em lên mã số 1, đây là cây chậu trang tàu. Chậu này là bụi nha, nhiều thân nha cô chú anh chị. Phối nhiều màu anh chị em. Tàu đỏ, tàu vàng. Cây này có chiều cao ở đây là 55. Tán ngang là 1 mét. Chậu này thì em giao lưu với giá là 250.000. Mã số 1. Tiếp theo mã số 2 là một cặp hồng ngọc mai, cây đế đẹp ha, tán tròn. Dòng này có trái quý anh chị em. Cây này có chiều cao đây là 30, tán ngang là 25, thân đế cao là 13 ha, cụm đế thì 17. Một cặp này em giao lưu với giá là 350.000. Mã số 2, cặp hồng ngọc mai. Tiếp theo mã số 3 là cây me thái ngọt. Cây có chiều cao đây là 60, tán ngang là 65. Cây có hoành ở đây là 17. Cây này thì cũng giao lưu với giá là 650.000. Mã số 3, me thái. Tiếp theo mã số 4 là một cặp đỏ vàng. Hai cây này nó cùng trạng nha của chú anh chị. Này là vàng lá sắn ha, này là thái đỏ. Dày nó dính à. Cây có chiều cao ở đây là 50, tán ngang là 45. Cây có hoành là 9 ha. Một cặp này em giao lưu với giá là 350.000. Vàng lá sắn và thái đỏ ha. Thái đỏ đang kẹo nụ quý anh chị em. Kẹo nụ phơm tàn tròn cũng một cốt ha. Nè. Mã số 5, đây là cây tím sen lá thái ha. Cây có chiều cao là 50, tán ngang là 55. Hốc thân là 17. Cây có hoành là 8, cây này giao lưu giá là 250.000. Mã số 5, tím sen. Tiếp theo mã số 6 là cây vàng lá xoắn tàn tròn, một cốt thấp ha, tán rất là mịn luôn. Kẹo nụ quý anh chị em. Cây có chiều cao là 55, tán ngang là 70. Hốc thân là 7. Cây có hoành là 10. Cây này thì em cũng vô lưu giá là 350.000, vàng lá xoắn tàn tròn. Tiếp theo mã số 7 là cây tím sen tàn thông. Cây có chiều cao đây là 65, tán ngang là 55, hốc thân là 11. Cây có hoành là 10, cây này giao lưu giá là 300.000. Mã số 7. Mã số 8 là cây thái đỏ. Cây có chiều cao ở đây là 95, tán ngang là 70, hốc thân là 10, cây có hoành là 13. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 8. Tiếp theo mã số 9 cũng là cây thái đỏ. Kẹo nụ anh chị em. Cây có chiều cao là 90, tán ngang là 55, hốc thân là 23, cây có hoành là 13. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 9, thái đỏ. Tiếp theo mã số 10 là cây trang trắng ha. Trắng lá nhỏ xưa quý anh chị em.
Cây có chiều cao đây là 85, tán ngang là 50, hót thân là 11, cây có hoành là 12. Cây này giao lưu với giá là 350.000, mã số 10. Mã số 11 là cây vàng cam. Cây có chiều cao đây là 65, tán ngang là 70, hót thân là 12, cây có hoành ở đây là 14. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 11, vàng cam. Mã số 12 là cây thái vàng, đàn tròn. Cây có chiều cao là 70, tán ngang là 60, hót thân là 10. Cây có hoành là 13, cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 12, thái vàng. Mã số 13 là cây thái đỏ. Cây có chiều cao đây là 65, tán ngang là 65, hót thân là 14. Cây có hoành là 13, cây này giao lưu với giá là 350.000, mã số 13. Mã số 14. Một cây trắng xưa tiếp tục với em. Dòng này siêu bông ha. Cây có chiều cao ở đây là 90, tán ngang là 55. Này thoát thân tầm 5 ha. Cây có hoành ở đây là 13, cây này giao lưu giá là 400.000. Tiếp theo mã số 15 là vàng cam. Cây có chiều cao đây là 70, tán ngang là 80, hót thân là 13. Cây có hoành ở đây là 13.5 ha. Cây này cũng giao lưu với giá là 370.000. Mã số 15. Tiếp theo mã số 16. Tiếp tục vẫn là vàng cam. Cây lá nhỏ luôn chị em. Cây có chiều cao là 70, tán ngang là 85, hót thân là 17. Cây có hoành là 11. Cây này cũng giao lưu giá là 360.000. Mã số 16, vàng cam. Mã số 17 là cây tím sen. Cây có chiều cao là 70, tán ngang là 80, hốc thân là 19, cây có hoành là 10. Cây này giao lưu giá là 400.000. Mã số 17, tím sen tàn dù. Tiếp theo mã số 18, thái vàng. Cây có chiều cao đây là 85, tán ngang là 75, hót thân là 12, cây có hoành là 13, cây này giao lưu giá là 380.000, mã số 18. Tiếp theo mã số 19. Cây có chiều cao đây là 95, tán ngang là 65, cây có hoành ở đây là 13. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 19. Mã số 20 là cây cam lá xoắn. Cây có chiều cao đây là 90, tán ngang là 60, hót thân là 10. Cây có hoành ngay vị trí này là 14. Cây này cũng giao lưu với giá là 350.000, mã số 20. Mã số 21 là cây thái vàng, đàn tròn.
Cây có chiều cao là 80, tán ngang là 70, hốc thân là 16. Cây có hoành ở đây là 15. Cây này cũng giao lưu với giá là 400.000, mã số 21. Mã số 22 là cây thái đỏ tàn thông. Cây có chiều cao ở đây là 1m05, tán ngang là 70, hốc thân là 13. Cây có hoành ở đây là 16 ha. Cây này giao lưu với giá là 400.000, mã số 22, thái đỏ. Mã số 23, thái đỏ, cây đang rực hoa ha. Cây có chiều cao đây là 95, tán ngang là 80, hốc thân là 21, cây có hoành là 14, cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 23. Mã số 24 là cây thái vàng tàn tròn. Cây có chiều cao đây là 1m1, tán ngang là 90, hốc thân là 33. Cây có hoành ở đây là 16, cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 24. Mã số 25 là cây thái vàng tàn tròn. Cây có chiều cao đây là 80, tán ngang là 80, hốc thân là 12, cây có hoành là 16. Cây này thì cũng vô lưu giá là 450.000, mã số 25. Mã số 26 là cây thái đỏ tàn tròn. Cây có chiều cao đây là 85, tán ngang là 90, hốc thân là 13, cây có hoành là 12, cây này cũng giao lưu với giá là 400.000, mã số 26. Mã số 27 là cây tím sen, tán rất là đẹp luôn. Cây có chiều cao là 70, tán ngang là 80, hốc thân là 14, cây có hoành là 11, cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 27. Mã số 28, cây chăn trắng đang nhiều nụ, rất là đẹp luôn, cây này tàn mịn ha. Khẹo búp quý anh chị em. Cây có chiều cao là 90, tán ngang là 70, hốc thân là 10, cây có hoành ở đây là 15. Cây này cũng giao lưu với giá là 500.000, mã số 28. Mã số 29 là cây hồng phấn lá xoắn. Siêu bồng bên dèm. Cây này đang bứt nụ ha. Cây có chiều cao đây là 1m, tán ngang là 75, hốc thân là 37, cây có hoành ở đây là 15, cây này giao lưu với giá là 400.000, mã số 29. Mã số 30 là cây cam Đài Loan. Cây có chiều cao đây là 1m1, tán ngang là 95, hốc thân là 24, cây có hoành ngay vị trí này là 17 ha. Cây này cũng giao lưu với giá là 450.000, mã số 30.
Mã số 31 cũng là cây lùng lực ha, tán dày. Cây có chiều cao ở đây là 95. Tán ngang là 90. Hốc thân là 22. Cây có hoành ở đây là 18. Cây này cũng giao lưu với giá là 450.000, mã số 31. Tàn nè, rất kính tàn ha. Mã số 32 cũng là cam Đài Loan luôn. Cây có chiều cao ở đây là 1m15. Tán ngang là 1m. Hốc thân là 47. Cây có hoành ở đây là 17. Cây này cũng giao lưu với giá là 450.000, mã số 32. Mã số 33 cũng là cam Đài Loan luôn. Cây này rất bông bánh giam. Phong tàn phải nói rất là gom ha. Cây có chiều cao ở đây là 1m40 ha. Tán ngang là 85. Hốc thân là 45. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này giao lưu với giá là 400.000, mã số 31. Nó có cái thẹo đây liền rồi nha cô chú anh chị. Mã số 34 cũng là cam Đài Loan luôn. Cây có chiều cao là 1m1. Tán ngang là 90. Hốc thân là 54. Cây có hoành là 15. Cây này giao lưu với giá là 450.000, mã số 34. Mã số 35 là cây Thái Vàng. Tàn thông với anh chị em. Đàn rực rỡ. Cây có chiều cao ở đây là 1m30. Tán ngang là 90. Hốc thân là 28. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này giao lưu với giá là 500.000, Thái Vàng. Cây đang rực hoa ha. Ủa, nhảy mã hay vậy? Mã số 36. Cây hồng phấn lá sắn, chia hai tay của anh chị em. Hai mâm. Cây có chiều cao ở đây là 1m30. Tán ngang mọc mâm đây là 40 ha. Hốc thân ở đây là 30. Cây có hoành ở đây là 18. Cây này cũng giao lưu với giá là 400.000, mã số 36. Gốc rất là lực của anh chị em. Gốc già. Mã số 37 là cây hồng phấn tàn thông ha. Cây có chiều cao ở đây là 1m50. Tán ngang là 80. Hốc thân là 53. Cây có hoành ở đây là 18. Cây này cũng giao lưu với giá là 450.000, mã số 37. Hồng phấn lá xoắn. Mã số 38 là cây thái đỏ tàn thông. Thẹo búp của anh chị em. Sổ cứng cây luôn. Cây có chiều cao đây là 1m25. Tán ngang là 90. Hốc thân là 10. Cây có hoành ngay vị trí này là 16. Cây này giao lưu giá là 600.000, mã số 38. Tiếp theo mã số 39 là cây Thái Vàng. Cây có chiều cao ở đây là 1m25.
tán ngang là 95. Cây có hoành ở đây là 12. Mã số 39, cây này em vô lưới giá là 500.000. Thái vàng ha, cây này nó cái tàn nó dày. Cái khung tàn nó dày. Mã số 39 đây cũng là mã số cuối clip ha. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem và hẹn gặp lại video tiếp theo. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em Ken nha.